Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ấy, tiểu tử bốn mắt đó, nhập ra kết giới ở đây. Nào để bảo vệ người đàn bà này sao? Nếu như vậy thì cũng có một chút giá trị lợi dụng. Rất có dũng khí, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. A Sinh, A Sinh, A Sinh nghe thấy hay không? Vâng, A Sinh à, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, con chuẩn bị thế nào rồi? Chẳng phải con nói sẽ quyết định trong mấy ngày này hay sao? Rốt cuộc là mùng mấy sẽ về để mẹ chuẩn bị thức ăn? Mẹ, năm nay con không thể nào về nhà ăn Tết rồi. Năm nay lại không về. Vâng, công việc nhiều quá, không về nữa. Công việc nhiều, cũng không thể nào không nghỉ ngơi, không về nhà mà làm. Nếu như A Sinh bị bệnh, ai thương con? Con có Tết Trung Thu, mẹ tới chỗ của con ở 3 ngày, cũng chỉ gặp con một lần. Về ăn một bữa cơm rồi lại đi ngay. Mẹ không biết là con đi làm gì, hay là làm nô lệ nữa. Đủ rồi, bây giờ ai mà chẳng lấy mạng đổi tiền. Con không liều mạng, chúng ta sẽ sống ở nông thôn cả đời. Cả đời bị người khác khinh thường. Nhà đất ở Thông Châu 100.000 vạn, ai trả tiền mua? Mẹ nào, dựa vào chút tiền mẹ đi khắp nơi lừa đảo mê tín à? Suốt ngày nghiên cứu thuật phong thủy yểm bùa. Nếu năm đó mẹ làm được chút việc đàng hoàng, cha cũng không phải làm cùng lúc hai công việc, cũng không bị xe đâm chết. Alo, thím Trường sao vậy? Lại là chuyện của mẹ cháu à? Cháu biết năm ngoái nói ra những lời đó rất là quá đáng. Đợi 2 ngày nay hết bận, cháu sẽ về xin lỗi mẹ. Không phải, đứa trẻ này sao không nghe lời người khác nói vậy? Ta nói mẹ cháu bệnh rồi. Bệnh rồi, bệnh gì? Nghiêm trọng hay không? Ý, ta cũng không rõ, nói chung là không dậy nổi. Ta khuyên cháu nên về nhà một chuyến. Nghe rõ hay không? Nghe thấy rồi, cảm ơn thím đã báo cho cháu biết. Làm sao bây giờ? Mai đã hẹn lãnh đạo Châu Lý tới quan sát. Cứu mạng, tôi không muốn chết. Tôi không thể chết. Mẹ tôi vẫn đang đợi tôi. Nếu muốn sống, người nhất định là phải chấp hành mệnh lệnh của ta. Mẹ, mẹ. Mẹ, tôi nhớ ra rồi. Nào ông đã giết bà ấy. Tên khốn này, chẳng phải lúc đầu ông nói chỉ cần tôi kiến tạo tầng lầu cửu sát giúp ông khôi phục thần lực, ông sẽ giải thoát trả tự do cho tôi. Tôi cũng chỉ muốn gặp mẹ tôi một lần mà thôi. Sao ông lại giết bà ấy? Hung thủ không phải ta. Lạc Trần. Nếu không phải là kẻ này phá hủy kế hoạch, ngươi đã sớm phục sinh, mẹ con đoàn tụ. Hận ý này của ngươi phải phát tiết với hắn. Là đúng, đều là hắn. Đi đi, giết hắn. Lạc Trần, chạy mau. Tên này không giống với những quái vật lúc trước. Xong rồi, muộn rồi. Khí thế mạnh hơn lúc trước mà. Là một hòn đá tốt để thử đào. Giết ngươi. Câu này ta đã nghe 100.000 lần rồi. Đáng tiếc không ai làm được. Đây là cái gì lại có thể thiêu đốt linh hồn của ta? Sao lại có thể? Xem ra khí tức hộ thân của Thái Hoàng Kình đã hoàn toàn phát tán hết. Thực lực của ta sẽ yếu hơn lúc trước, không?
khí tức ác vương biến mất rồi, xong rồi. Như vậy thì ta làm sao có thể gặp mẹ lần cuối nữa? Tất cả đã kết thúc rồi, cậu giết tôi đi. Sinh nhỉ? Mẹ, con tỉnh rồi. Thím, mẹ thật là mẹ sao? Thím ấy chưa biến mất. Nơi này có tác dụng tụ hợp linh hồn. Linh thể bị phân tán chỉ cần dẫn dắt một chút sẽ khôi phục lại nguyên dạng chỉ là... Xin lỗi, mẹ, con xin lỗi mẹ. Con không nên nói những lời quá đáng đó. Hai tử ngốc, con luôn là niềm tự hào của mẹ. Mẹ sao có thể trách con? Là mẹ không có bản lĩnh, không thể nào cho con một cuộc sống tốt. Đáp án đề thi còn không đoán ra được, còn dám nói biết xem bói hay sao? Mẹ mày là lừa đảo mày có biết hay không? Luôn khiến cho bọn con phải nỗ lực để bù đắp việc rời xa gia đình. Mẹ thấy con vất vả như vậy, luôn muốn giúp đỡ con phần nào, nhưng lại khiến cho con thêm áp lực và phiền não. Ta mới là người nên nói lời xin lỗi. Mẹ, Sinh Nhi hãy sống tốt. Mẹ, thời gian đã hết. Gặp cậu lần cuối chính là chấp niệm của mẹ cậu. Chấp niệm đã giải, linh hồn sẽ trở về luân hồi. Còn cậu phải đưa ra sự lựa chọn. Tôi chỉ tụ hợp được một phần xương khí, chưa luyện hóa ra linh thể của cậu. Chắc là không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng phần lúc trước bị ác ma xâm chiếm cũng sẽ tự phục hồi. Tạo ra toàn bộ linh thể, cậu sẽ mất đi sức mạnh duy trì sinh mạng. Cậu sẽ giống như ác ma nọ biến mất ở trên thế gian. Cậu nghĩ kỹ hay chưa? Lúc trước tiên sinh nương tay không tiêu diệt tôi cùng với ác ma đó, để tôi gặp được mẹ lần cuối cùng thỏa mãn ước nguyện. Cửu sinh chết không hối tiếc. Tiên sinh, lúc cộng sinh với ác ma này, tôi cảm nhận được một lực lượng đặc biệt đang thức tỉnh, mà lực lượng này cũng giống như là thần thông của tiên sinh. Chắc chắn sẽ còn có nhiều việc quỷ dị sắp diễn ra. Mong tiên sinh hãy bảo trọng. Alo, Lạc Trần. Không, không có gì cái đó. Tôi muốn hỏi anh tối nay có thời gian hay không? Muốn mời anh ăn cơm. Được, mấy giờ, ở đâu? Yeah, tốt quá. 8 giờ tối nay, Thiên Nhã Các, không gặp không về. Ý bảo nhỉ, tối nay hẹn hò với ai vậy? Mới sớm ra đã chọn quần áo rồi. Đấy, một người đàn ông bí ẩn lại vừa phong độ. Ồ, đúng rồi. Tina, hỏi cô một vấn đề. Nếu như lần hẹn đầu tiên tôi đã bày tỏ với anh ấy, cô nói xem anh ấy có đồng ý hay không? Hả? Là tôi điên rồi hay là cô điên rồi? Cô, Lam Bảo Nhi đường đường là một nữ thần, lại lo lắng bị người khác từ chối. Tina, cô nghe tôi nói. Nếu là người khác, cho dù là ai, tôi hoàn toàn tự tin. Nhưng người này tôi, nếu như có thể làm đại minh tinh nhà chúng ta suy tư như vậy, tài lực khí chất, diện mạo của người đàn ông này sợ rằng cao tới trời. Cái này tôi cũng không rõ. Nhưng mà Tina, cô làm vậy với tôi lâu như vậy, chắc chắn là biết tính tôi. Những thứ bên ngoài tôi căn bản là không để ý. Chỉ cần tôi động tâm. Cho dù anh ấy không có một đồng, tôi cũng nguyện ý cùng anh ấy phấn đấu. Chà, nghe ý này, muốn bao nuôi tiểu bạch thỏ hay sao? Đâu có. Tuy rằng tôi không tiếp xúc nhiều với anh ấy, nhưng trực giác cho tôi biết, anh ấy rất là bất phàm, đến cả tôi cũng. Có mà với tôi. Trong vòng 100 mét, tất cả mọi vật, mọi động tĩnh, vô vàn hình dạng, có sự giúp đỡ của long mạch mới, hạt giống kèm theo thiên nhãn thần thông này đã hoàn toàn hấp thụ hết. Các màu trắng quá nổi bật tạm thời biến trở lại. Truyền thông thâm châu. Hải ca, người vẫn còn ở đó à? Còn mẹ kiếp, đã phục ở đây 2 ngày rồi. Tiểu Mạn à, tôi khuyên cô hãy mau chóng chia tay với Lạc Trần. Từ lúc xảy ra chuyện,
Tên hùng hổ này ngày ngày mang người tới canh trước cửa, nhưng lại không để ý tới chúng ta, vừa nhìn đã biết tới tìm Lạc Trần. Đúng vậy tiểu mạn, cô xem hôm qua Lạc Trần không tới công ty, chắc là gây chuyện trốn rồi. Tuy rằng không biết cậu ta trốn như thế nào, nhưng nếu để hùng hổ điều tra ra cô là bạn gái của cậu ta, vậy thì cô thảm rồi. Vậy tôi phải làm sao? Hôm nay không phải là sinh nhật của cô hay sao? Hãy nghĩ cách để gọi Lạc Trần tới cắt đứt quan hệ. Nếu cậu ta không chịu, Hải ca sẽ nhân cơ hội đó để trục xuất cậu ta. Sau đó Lạc Trần sẽ không liên quan gì đến công ty và... đến cô và công ty nữa. Hùng hổ muốn tìm, cũng không thể nào tìm chúng ta. Alo Lạc Trần, tối nay ăn tối nhé, anh có thời gian hay không? Tối nay không được, tôi đã có một cuộc hẹn. Thực tế không chỉ đơn giản là ăn cơm, em còn có một việc muốn nói với anh. Dù sao, vào lúc 8 giờ tối nay, anh nhất định là phải tới Thiên Nhã Các đấy. Thiên Nhã Các? Thật là trùng hợp. Tám giờ tối. Tất cả những việc xảy ra đêm qua thật sự không phải là mơ hay sao? Chỗ này, Thiên Nhã Các, Trà Lam Chính, sao lại tới tay không thế? Sinh nhật của em, thật không ngờ anh ấy lại quên sinh nhật của mình. Vậy cũng tốt, mình đỡ phải biện lý do. Sao vậy, đồng nghiệp trong công ty đều nhớ, cậu là bạn trai cô ấy lại không nhớ hay sao? Ấy, tiệc hồng môn hay sao? Nếu không phải là ta muốn thông qua chứng tiểu mạn để tìm ra thế lực sau lưng của Trần Triệu, cũng sẽ không để các ngươi yên ổn tới bây giờ bỏ đi. Hôm nay bổn tôn sẽ chơi với các ngươi. Xin lỗi, anh quên rồi. Nếu như không để ý, bây giờ anh đi mua. Tôi lần đầu tiên nghe nói không chuẩn bị quà sinh nhật trước cho bạn gái. Đây chỉ là chuỗi nhà hàng lớn, không có hàng vỉa hè đâu. Có cần cho cậu vay tiền hay không? Lạc Trần, không cần nữa. Chúng ta chia tay đi. Được. Lạc Trần, anh vừa nói gì? Tôi nói được. Không thể nào, người đàn ông này sao có thể không quan tâm tới mình như vậy? Thật là lạnh lùng. Anh ta nên khóc lóc quỳ xuống cầu xin mình đừng chia tay mới đúng. Sau đó mình sẽ dứt khoát từ chối, để những người ở đây biết Lạc Trần không xứng với mình. Lạc Trần, lẽ nào cậu không níu kéo chút nào hay sao? Anh không hỏi là tại sao à? Ồ, sao tôi phải hỏi? Lạc Trần, em thật sự thất vọng với anh. Lạc Trần, tôi nói cho anh biết, nếu như không phải là tôi thương hại anh nghĩ với điều kiện của anh có thể tìm được bạn gái hay sao? Muốn xe không có xe, muốn nhà không có nhà, đến công việc cũng phải nhờ tôi. Tôi xem cả đời này cũng sẽ không có phụ nữ nào thích anh. Điều đó không nhất định đâu. Thích một người đều sẽ thích tính cách học vấn của họ, nhân phẩm và khí chất, nhưng duy nhất không được chỉ thích nhà lầu xe hơi của họ, tiền và hàng hiệu. Lam Bảo Nhi, sao cô ấy lại ở đây? Nếu không đó chỉ đơn thuần là quan hệ tình tiền, cần gì phải khoác lên vỏ bọc tình yêu cơ chứ? Cô có ý gì? Lạc Trần, em có điều muốn nói với anh. Em thích thái độ lạnh lùng của anh đối mặt với những mẹo vặt của em, thích cách nói chuyện của anh. Tranh chấp để theo đuổi anh quá là tàn khốc, muốn nắm tay anh qua đường, không cần phải đi qua quá nhiều bản đồ. Trạm kế tiếp sẽ là bến Hạnh Phúc. Không, không phải chứ, Lam Bảo Nhi, đây là tỏ tình. Đánh tôi một cái đi, tôi nghi ngờ mình đang nằm mơ. Vừa rồi cô hỏi tôi muốn nói gì? Tôi muốn nói rằng người đàn ông tốt như vậy, tôi muốn theo đuổi còn không kịp, cô lại không muốn vị tiểu thư này. Phẩm vị của cô thật là cao. Cô, Lạc Trần, có phải anh đã ngoại tình từ sớm? Chắc chắn. Cái này nhìn thế nào cũng là có âm mưu từ trước. Ơi, tiện nam tiện nữ, chúng tôi ngoại tình. Trương Tiểu Mạn, chuyện cô và Trần Triệu
Muốn tôi nói ra hay không? Đừng. Trung, Trung nghị luận tôi. Đồ khốn Nạc Trần kia. Nhờ vào cái mồm bắt nạt một người phụ nữ thì tính là có gan thì so chiêu, có gan thì so với lão tử hai chiêu. Anh Khải đánh hắn. Tôi không vừa mắt tên oắt này từ lâu rồi. Đúng vậy. Không dạy dỗ hắn một chút, hắn còn tưởng mình có chút bản lĩnh lắm. Anh Khải cố lên. Oắt con, đừng có nói lão tử luyện 10 năm rồi tới bắt nạt mày. Lão tử cho mày một tay, chỉ cần mày đánh ngã tao, việc này coi như xong. Không thì hôm nay đừng có mơ. Đứng thẳng mà rời khỏi đây. Không hứng thú. Ơi, co vòi rồi sao? Tao nói cho mà biết muộn rồi. Tao nói là loại giống như mày không đáng một đòn. Kiến còn thích tông người. Không có chút hứng thú nào. Sao có thể? Vương Khải đã từng là đấu giả, lại bị Nạc Trần đánh một cái ngã bò ra đất. Rõ ràng lúc học đại học hắn ta còn là Bạch Nam, đến bóng rổ còn không biết chơi. Tại sao đột nhiên lại thay đổi nhiều đến vậy? Anh Khải, anh không sao chứ? Anh đừng dọa tôi. Mau mau báo cảnh sát. Được. Nạc Trần, bây giờ tôi lấy thân phận giám đốc bộ phận nói với cậu, cậu đã bị khai trừ. Tôi còn muốn viết nguyên do trên hồ sơ lý lịch của cậu. Đánh đập người của đồng nghiệp. Để cho cả đời này cậu sẽ không bao giờ tìm được việc nữa. Ông thật không nói lý, rõ ràng là tên ngốc đó ra tay trước. Lạc Trần chỉ là phòng vệ. Còn nữa, công tư rõ ràng bọn họ đánh nhau không liên quan tới công việc. Đừng nói chống mái gì với tôi. Lão tử là giám đốc bộ phận cấp trên của cậu ta. Việc ở trong bộ phận tôi nói mới tính. Cấp trên đều có thể vô lý do khai trừ cấp dưới hay sao? Ơi, cậu nói đúng rồi. Bây giờ về công ty thu dọn đồ đạc cút xéo. Đừng để tôi thấy cậu vào ngày mai. Được. Giúp tôi gọi một cuộc điện thoại, gửi địa chỉ qua, nói với cậu ta Nạc Trần đợi ở đây. Được. Chà, tên nhóc cậu làm gì đấy gọi người à? Hôm nay cho dù có là ông trời tới cũng không giúp được cậu, hiểu hay không? Ơi, bị khai trừ trước mặt mọi người nên giả vờ một chút ấy mà, thật là mất mặt. Xin chào, xin hỏi Nạc Trần có ở đây hay không? Cảnh sát, cảnh sát. Cô tới rất là đúng lúc. Anh ta đánh người chính là tên nhà quê kia. Mau bắt anh ta lại. Anh đánh người? Đồng chí cảnh sát, là bọn họ ra tay trước còn vu khống người. Lam Bảo Nhi, Nạc Trần vô tội. Đại minh tinh này sao lại ở đây? Cô ấy nói giúp Nạc Trần, đây là tình huống gì vậy? Cảnh sát, đừng nghe cô ấy nói. Đây là án do chúng tôi vừa báo. Người bị thương cũng nhìn thấy rồi. Cho dù thế nào cô cũng phải bắt người trước. Đúng vậy. Nơi này không thuộc địa bàn quản lý của tôi. Cảnh sát chúng tôi rất nghiêm khắc với quyền hạn. Nếu các vị đã báo án, hãy đợi cảnh sát tới. Cái gì? Tôi tới đây có việc khác. Cô tìm tôi, mấy hôm nay. Tôi muốn qua chỗ ạ. Tôi muốn qua chỗ anh ở. Cái đó tôi với cô không thân mà. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh sẽ an toàn hơn. Cái gì? Tôi nói với vị cảnh sát này, có phải bình thường lạm dụng chức quyền quen rồi hay không? Má ơi, hai người đàn bà tranh một chồng, quá là kích thích rồi. Mấu chốt là cảnh sát cũng không thua kém gì Nam Bảo Nhi, họ đều là những nhân vật có tiếng. Các người còn vừa nói, Nạc Trần suốt đời không tìm được bạn gái nữa đấy. Những kẻ ngốc này bị mù à? Một người đàn ông thậm chí không có việc làm có gì tốt chứ? Trời ạ, tới muộn rồi. Anh Định, sao anh lại tới đây thế? Giám đốc nhân sự, sao anh ta lại đến đây? Không phải trước đây anh ấy đã từ chối lời mời của chúng ta hay sao? Chủ tịch Nạc Trần, tôi xin lỗi, tôi không biết ngài cũng ở đây. Cũng may là tôi cách đây không xa. Đúng rồi, ngài có lời chỉ đạo gì sao? Ba người này, khai trừ. Anh Trần, anh bị điên à? Anh dựa vào đâu sa thải chúng tôi? Anh là cái thá gì? Đợi đã, anh Địch. Vừa rồi anh gọi cậu ấy là gì? Chủ tịch Nạc. Chủ tịch Nạc hiện là ông chủ của công ty chúng ta, có vấn đề gì không?
Anh Địch, anh đùa không vui chút nào. Nạc Trần là bạn cùng lớp đại học của Tiểu Mạn và tôi. Tôi còn không biết gia đình cậu ta thuộc đẳng cấp nào hay sao? Cái bộ dạng thất vọng này của cậu ta, nếu cậu ta có thể là ông chủ, tôi sẽ... Đây là một hợp đồng điện tử để chuyển nhượng vốn cổ phần của công ty. Mở to mắt ra để nhìn cho rõ. Chủ tịch Nạc sở hữu độc quyền tất cả cổ phần của công ty và là cổ đông duy nhất của chúng ta. Lạc Trần, đây có phải là anh thật không? Tại sao anh lại giấu em? Tại sao anh chỉ tiết lộ sự thật sau khi chia tay với em? Nếu anh có thể nói với em sớm hơn, làm sao có thể nghe lời hai người phụ nữ ngu ngốc này, Hồ Doanh Doanh và Lý Mộng này? Cái gì? Điều này là không thể nào. Xong rồi, vừa rồi tôi đã ở trước mặt của mọi người nói rằng tôi sẽ khai trừ chủ tịch. Bộ phận nhân sự đã gửi thông báo cho ba người, ngày mai hãy đến công ty làm thủ tục thôi việc. Các người có thể thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Khốn kiếp, Lạc Trần, cậu đừng có đắc ý. Việc này còn chưa xong đâu. Ai dám nói năng độc ác như vậy? Hồng Hổ, tìm tới đây rồi sao? Anh Hổ, anh tới thật là đúng lúc. Lạc Trần ở bên trong chuẩn bị. Lạc Trần. Tao không thể trị mày. Sẽ có ai đó có thể trị mày. Hôm nay Hồng Hổ mang theo nhiều người đến đây như vậy ngăn cản mày. Tao xem mày sẽ chết như thế nào. Lạc gia, chúng tôi sai rồi. Lạc gia, đây là một chút thành ý của Hồng Mỗ. Mong anh tha thứ cho cái tội va chạm vào đêm hôm trước. Cái gì? Bỏ đi. Đa tạ. Cảm ơn Lạc gia. Lạc Trần, đợi tôi với. Ý, các người muốn đi đâu? Mau, chúng ta mau đi thôi. Vừa rồi là ai nói muốn không xong với Lạc gia vậy? Không, không phải tôi. Lạc Trần, hai người các cô muốn làm cái gì? Tôi muốn ở lại chỗ của anh một khoảng thời gian. Lúc trước Lạc Trần đã nói cô không thân quen gì với anh ấy cả. Cô cứ nần na như thế không thích hợp lắm. Tôi tìm Lạc Trần là có chuyện chính sự, huống chi người cứ nấn ná ở đây hình như không chỉ có mình tôi nhỉ. Ơi, tôi có hẹn với Lạc Trần trước. Không giống với loại không mời mà tới như cô đâu. Không còn chuyện gì thì mời hai người về cho. Lạc Trần, khoan đã. Tối qua sau khi cùng anh trải qua chuyện đấy, thân thể của tôi đột nhiên xuất hiện một số đặc điểm khác. Tối qua, chuyện đó, thân thể của cô ta không phải là chuyện như cô nghĩ đâu. Tôi chẳng nghĩ gì cả, đừng nói linh tinh. Lạc Trần không phải là loại dễ gần nữ sắc. Lạc Trần, ngay cả loại tình huống như lần trước, anh ấy cũng đều không có một chút vượt qua giới hạn nào. Xin anh hãy xem giúp tôi. Trên người tôi, cô nữ nhân này vậy mà lại không có giới hạn, chết tiệt. Nam bố nhi mình, mặc dù trước mắt loại phương thức thô bạo đơn giản này, nhưng cũng tuyệt đối là không thể nào dễ dàng nhận thua. Lạc Trần, người ta cũng có chỗ khó chịu. Xin hãy giúp tôi nhìn xem. Hai cô, tránh ra đừng phá đám. Lạc Trần, anh nhìn này. Đây nè. Cô có bệnh về da à? Là con gái thì phải yêu sạch sẽ chút chứ. Cô mới có bệnh về da. Chẳng qua là tàn dư thi độc của tà vương mà thôi. Sát khí đã hết, có hai ngày nữa thứ này sẽ biến mất. Vậy sao? Tin hay không tùy cô, tôi đi ngủ trước đây. Lạc Trần vậy mà có hiểu y thuật. Quả nhiên nam nhân mà mình nhìn trúng thật là đặc biệt. Không được, chuyện của tôi vẫn chưa xong đâu. Đạo diễn Vương Phú, anh có biết hay không? Không biết. Anh Lạc, hiện tại tôi nghi ngờ vụ án của Vương Phú mất tích có liên quan mật thiết tới anh và Lam Mối Nhì. Cần anh phối hợp điều tra. Vương Phú mất tích 4 ngày trước, đạo diễn Vương Phú mất tích ở Hải Nguyệt Tiểu Trúc. Chúng tôi thấy được ở trong camera của khách sạn, địa điểm cuối cùng mà Vương Phú xuất hiện chính là căn phòng mà anh đang ở. Mà ngày hôm đó ở hiện trường chỉ có anh cùng với Nam Bối Nhì. Cái gì? Sao vậy? Lại muốn bắt tôi? Lúc trước tôi đã cứu cô đấy.
Cô như vậy được tính là qua sông đoạn cầu nhỉ? Cái này gọi là công tư phân minh. Công tư phân minh? Vậy lấy chứng cứ ra đây. Sáng ngày hôm nay, lúc mình mang người đi điều tra toàn bộ căn phòng đấy, thật sự đã không tìm được bất kỳ manh mối hữu dụng nào. Chẳng qua từ góc độ nhìn thấy năng lực đặc biệt mà tối qua Lạc Trần thể hiện ra mà nói, trong đó chắc chắn là có điểm kỳ lạ. Nhưng loại suy luận này căn bản không thể nào làm thành chứng cứ được. Cô muốn làm gì? Không làm gì cả, tôi sẽ ở nơi này không đi đâu cả. Mặc dù tạm thời vẫn chưa tìm được chứng cứ khách quan, nhưng tôi thân là cảnh quan. Tôi có quyền lực tiến hành giám sát với người bị tình nghi. Tôi không tin anh sẽ không lộ ra bất cứ dấu vết nào. Ơi, cô ta không đi. Tôi cũng không đi. Trước khi giải trừ được hạn chế tu luyện của Thái Hoàng Kinh, không thể nào để tổn hại thân thể thuần dương được. Dù sao cũng lười làm cái gì gì đó với hai cô ta. Muốn ở thì cứ ở đi. Sư phụ. Lại một người nữa.